Đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, trong đó đặc biệt nổi lên là tội phạm liên quan đến sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, chiếm tỷ lệ lên đến 80% trong kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an thành phố Đà Nẵng. Bằng hiệu quả đấu tranh với tội phạm đường phố, lực lượng 911 đang phát huy hiệu quả kịp thời phát hiện các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Sau 2 năm ra đời, lực lượng 911 đã giải quyết được thực tiễn đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố Đà Nẵng. Tỷ lệ phạm pháp hình sự được kéo giảm qua các năm 2019 giảm 5% so với năm 2018-20, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Lực lượng 911 đã lập hồ sơ xử lý 1.932 vụ trên 1.992 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự như cho vay nặng lãi, trộm cắp, cờ bạc. Trong đó, riêng với đối tượng sử dụng tàng trữ trái phép các chất ma túy đã xử lý 641 vụ trên 755 đối tượng. Đối với tội phạm ma túy là đây cũng là một cái chuyên đề mà giám đốc và các lực lượng cũng phải tập trung đấu tranh ngăn chặn từ xa để mà lụa dần các cái thành phần mà mua bán vận chuyển nhập thẩm lậu ma túy vào thành phố Đà Nẵng để đảm bảo cái an ninh chính trị. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả công tác đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn và cả nguy hiểm. Bởi các đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, coi thường pháp luật, luôn thủ sẵn hung khí, công cụ hỗ trợ trong người. Điều này đòi hỏi sự vững vàng và tinh thông trong nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ công an. Bên cạnh đó, những hình ảnh bất chấp hiệu lệnh, lao thẳng vào lực lượng chức năng như thế này không phải lần đầu tiên diễn ra, gây bức xúc trong nhân dân. Gần ngày lễ, ngày Tết á, tình trạng mà đua xe đồ á, nó làm cho người dân kiểu như đôi lúc không tránh được cái kiểu nó có 911 thì nó cũng sẽ an toàn hơn, người dân sẽ đỡ bị tai nạn hơn. Nên chị thấy là mấy anh làm rất là tốt. Em thấy những hành động là rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm cho chính bản thân người lái xe, và thứ hai là nguy hiểm cho các anh giao thông đánh đường làm nhiệm vụ, và thứ ba nữa nguy hiểm cho những người đi đằng sau á, và những người đi đằng trước. Không may bạn ấy chạy được thì không sao, nhưng mà bạn ấy chạy không được thì bạn ấy, một là bạn ấy hút vào anh cảnh sát giao thông, hai là các bạn ấy hút vào người bên cạnh. Có thể thấy các vụ phạm pháp hình sự với tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh và lợi dụng thời điểm những ngày cận Tết để hoạt động đang có biểu hiện gia tăng. Vậy nên công tác ra quân đấu tranh kiềm hãm các loại tội phạm được lực lượng 911 thường xuyên chú trọng nhằm đảm bảo cho người dân và du khách vui xuân đón Tết trong an toàn.